Hello mọi người, hôm nay mọi người đi xem cái máy xả hàng của chốt nha. Phiên bản này là phiên bản cải tiến. Hồi những cái lần trước thì làm nó còn băm dập quá mọi người. Bây giờ cải tiến lại. Bây giờ mình thấy là nó hoàn chỉnh rồi đó. Có Út năm nay Út đổi cái máy kéo mới đó. Út mới đầu tư cái máy máy này là máy cấy nha mọi người. Đó. Cái máy này là cái máy cấy Út mới sắm. Rồi cái dàn ở phía sau này á là Út mới chế lại, cải tiến từ những cái dàn trước nha mọi người. Đó, nó dài hơn nè. Hồi trước là nó chỉ có một cái ngăn ở chính giữa này, như mọi người thấy nè. Đó. Rồi bây giờ là thêm hai khớp nữa. Ở đây một khớp nữa thì cái này cũng có thể tháo ra tháo vô nha mọi người. Đó. Cái này là ốc chế là nó rời nha. Đó. Nó rời nè. Chỉ cần tháo cái cẩu dê này là có thể rút ra. Đó, mình rút ra mình làm cho cái vàng này nó sẽ ngắn lại, mình di chuyển trên lộ nó thuận tiện hơn ha. Đây bây giờ cải tiến lại thì ở đây để mình điểm ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 học nha mọi người. Đó 14 cái họng ra lúa như thế này nè. Hồi trước á là hình như là chỉ có 10 thôi. 10 không? 10 12 bữa nay ra được 14 à. Đây, hồi trước những cái clip trước á mọi người thấy là Út làm cái này á bằng cái bình nước nha mọi người. Giờ là làm thành một cái hộc như thế này luôn. Đó nó dài như thế này. Đó. Thì ở dưới đây là cũng là một cái lết nha mọi người. Đó, thì cái này Út sẽ hàn thêm mấy cây sắt nữa, kẻ đường. Đó, nó sẽ xen kẻ những cái lỗ này nè. Nó kẻ đường làm cho nước nó rõ xuống. Giống nó sẽ là rơi ở trên trên cái gò cao. Cái này quay sơ cho mọi người xem ha, rồi tới ít bữa nữa là ra đồng nha mọi người. Mình sẽ về mình sẽ quay cho mọi người xem. Nó dài. Đó. Quay sơ cái máy cấy cho mọi người xem nha. Đây. Máy cấy còn rất là mới luôn nha mọi người. Còn mấy cái máy kia thì Út đậu ở trong kho rồi. Con này là mình thấy là hoàn chỉnh nhất từ trước tới nay luôn. Nhìn là rất là bắt mắt, ok luôn nha mọi người. Đây là cái vàng này là Út tự chế ở nhà nha. Thì cũng có những anh em mà xin cái cấu trúc bên trong cái trục đó thì mình cũng có gửi, thì có gì mọi người cứ liên hệ với chốt là hỗ trợ nhiệt tình luôn. Hồi trước là cũng có ship đi Hà Nội mấy cái nha mọi người. Đó. Rồi hẹn mọi người ở clip lần sau á, mình sẽ ra đồng. Cái này là cũng chưa có hoàn thiện lắm nha mọi người, còn hàng mấy cái cây sắt ở dưới nữa. Rồi Út đề Út Ben thử không? Đây là chú Út nha mọi người. Chú Út lần. Cái này là lớp tăng đưa, Út chưa có hàn. Nói chung là cái này là mới 80% thôi. Chắc độ khoảng tuần nữa là có ra đồng nha mọi người.
bỏ lết lại hả? À, thì cái này mình có thể tháo khớp đi trên lộ luôn được luôn nha mọi người. Thì cái nguyên lý hoạt động của nó thì nó cũng giống như cái những cái ống cục mà những cái clip trước mọi người cũng theo ha. Thì cái bánh này nó xay thì nó sẽ hút giống xuống nè đây đó. Giống nó sẽ cuốn vô cái ống cục này. Rồi, hẹn mọi người ở clip lần sau nha. Một tuần nữa sẽ ra test ruộng nhà. Ok mọi người. Giống đầu kỳ, giống. thử miếng lúa nha mọi người. Đó, bây giờ chốt nè, chốt sẽ xay bánh nè. Đó nó lột. Đó, giờ nó lọt xuống như thế này nè. Đó. Đó, cái bánh xe nó sẽ quay, rồi nó sẽ hút giống xuống. Nó có đất rồi đó. Cái này là chỉ thử nghiệm thôi. Đúng rồi. Cầm cái chỗ này tự nhiều quá.